Thùy Tiên bị Miss Nawat đối xử phũ phàng giữa ồn ào kiện tụng, quan hệ không còn tốt đẹp. Khi còn đương nhiệm, Thùy Tiên thường xuyên được Miss Nawat ưu ái cho xuất hiện liên tục trên trang cá nhân, thậm chí chủ tịch MGI không ngại lên tiếng bảo vệ gái Úc trước những thị phi. Tuy nhiên lần này, khi nàng hậu gặp chuyện, ông gần như không có động thái động viên nàng hậu. Với nhiệm kỳ thành công rực rỡ, Thùy Tiên vẫn giữ được sức hút với cộng đồng fan sắc đẹp trong và ngoài nước. Không chỉ những hoạt động sau đương nhiệm, nàng hậu chiến ít cũng khiến fan thắc mắc mối quan hệ với chủ tịch Miss Grand International MGI. Trong đó, nhiều netizen phát hiện ra Miss Nawat gần như không còn nhắc về con cưng cũ thời gian gần đây. Theo đó, trên trang cá nhân, Miss Nawat vẫn chăm chỉ cập nhật những bài đăng mới để quảng bá tổ chức của mình. Phần lớn các hoạt động của ông đều hướng về những tân hoa Á hậu MGI. Trong đó có thể thấy, người đứng đầu cuộc thi MGI có mối quan hệ thân với những nàng hậu mới. Ông không ngại tương tác, tiếp xúc gần với các người đẹp. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại khó sai được những bài viết liên quan đến Thùy Tiên trong trang mạng của chủ tịch MGI. Không chỉ vậy, trong những story trên trang cá nhân, chủ tịch MGI cũng không đăng lại những bài viết liên quan đến Thùy Tiên. Thay vào đó, tân Hoa hậu và Á hậu 1 Enfa trở thành hai cái tên được ông ưu ái lăng xê. Trong khi chủ tịch có phần lơ là cựu MGI, giám đốc điều hành MGI bà Teresa vẫn chăm chỉ nhắc đến nàng hậu Việt trên trang cá nhân. Qua đó, bà thể hiện sự yêu mến trân trọng dành cho mỹ nhân 9X. Hành động phủ với Thùy Tiên của Miss Nawat được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa ông và fan sắc đẹp Việt. Cụ thể, sau chung kết, chủ tịch MGI vướng ồn ào khi công khai chê bai ngoại hình dành cho đại diện Việt Nam, Hoa hậu Thiên Ân. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của người hâm mộ Việt dành cho tổ chức. Về phần Thùy Tiên, cô chọn cách giữ im lặng trong sự việc này. Được biết, nàng hậu vẫn còn thời hạn hợp đồng với tổ chức MGI tận 2 năm. Ở thế khó, hành động của nàng hậu Việt được đánh giá tinh tế. Hiện tại, ngay sau khi vừa kết thúc nhiệm kỳ, Thùy Tiên đang đối diện với vụ kiện tụng liên quan đến scandal ký giấy nợ 1,5 tỷ. Trước đó, vụ việc vay nợ để đi thi Hoa khôi Nam bộ 2017 của nàng hậu đã được truyền miệng trong thời gian dài với rất nhiều thông tin đồn thổi. Sự việc diễn ra ầm ĩ kéo theo nhiều diễn biến thông tin kể từ khi Thùy Tiên tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 cách đây 4 năm. Tuy nhiên, suốt 4 năm, Thùy Tiên chưa lên tiếng chính thức về sự việc. Cho đến ngày 3 tháng 11 mới đây, Thùy Tiên thừa nhận đã từng ký giấy nợ bà Đặng Thùy Trang 1,5 tỷ đồng, nhưng phủ nhận việc đã nhận tiền mặt từ bà Trang. Vụ kiện tụng qua lại giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vẫn đang tiếp tục với sự đấu khẩu quyết liệt của cả hai bên. Hoa hậu Thùy Tiên kêu gọi khán giả hãy đợi kết quả cuối cùng từ tòa án. Chưa có kết quả cuối cùng, nhưng việc Thùy Tiên thừa nhận từng ký vào giấy nợ 1,5 tỷ đồng năm 2017 có thể thấy quyết tâm, sự đầu tư và cả mạo hiểm của cô khi đặt cược vào những cuộc thi sắc đẹp. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, khi ký vào giấy nợ, cô 19 tuổi. Tại cuộc thi Hoa khôi Nam bộ năm 2017, Thùy Tiên cán đích ở vị trí Á khôi 1. Với danh hiệu này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có động lực và tiếp tục đăng ký tham gia chinh chiến tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Thùy Tiên được đánh giá là thí sinh có ngoại hình sáng, cộng thêm sự quyết tâm cao độ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại cuộc thi này, cô lọt đến top 5 và đạt thêm giải thưởng phụ Người đẹp nhân ái. Năm 2018, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được lựa chọn là thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quốc tế 2018. Thể hiện sự nỗ lực cố gắng lớn tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2018, nhưng Thùy Tiên trượt top 15. Năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và được cử đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Tại đây, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Như vậy, sau 5 năm chinh chiến ở 4 cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chinh phục được ngôi vị Hoa hậu. Ngay khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên đã có cuốn lột xác và bứt phá ngoạn mục về vị thế, cô đắc sâu trong nhiều lĩnh vực. Ông Nawat Isarawiriyil, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế MGI tiết lộ, tổng thu nhập của Thùy Tiên trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu rơi vào khoảng 2 đến 3 triệu đô.